Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chung kết Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang. Sau nhiều tháng tranh tài, cuối cùng cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 cũng tìm ra được người đẹp xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Đó là Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Tới qua 12 tháng 8, cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 đã đi đến hồi kết với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Riêng danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về người đẹp Bảo Ngọc và người đẹp Nguyễn Phương Nhi. Hiện kết quả này đang khiến đông đảo fan sắc đẹp và oa, ai nấy đều cho rằng top 3 chung cuộc là những mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng. Vì trong suốt 4 tháng thi thố vừa qua, họ đã có sự thể hiện vô cùng nổi bật. Trong giây phút được xướng tên trở thành tân hoa hậu, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương không khỏi vỡ òa cảm xúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt của người đẹp này. Bộ ba mỹ nhân xuất sắc vượt qua 34 thí sinh còn lại để đăng quang ngôi vị cao nhất. Nhận được chiếc vương miện từ tay hoa hậu Lương Thị Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương không khỏi vỡ òa xúc động. Một chặng đường mới sẽ chính thức được mở ra dành cho người đẹp đến từ Đồng Nai. Cô sẽ chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế trong thời gian tới. Người đẹp đến từ Đồng Nai trong khoảnh khắc được trao chiếc vương miện, phải thừa nhận đúng là mỹ nhân thì đến khóc cũng xinh, đúng chuẩn beauty queen. Mai Phương là chủ nhân mới của chiếc vương miện và quyền trượng đầy quyền lực. Chiếc vương miện của nàng hậu có ý nghĩa đóa sen đến từ đại dương. Việc Mai Phương đăng quang không khiến cho khán giả mấy bất ngờ. Cô vẫn luôn là một trong những thí sinh được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như nhiều lần ngồi chiếm trệ trên bảng phong thần của các fan sắc đẹp. Chính vì vậy, tân Miss World Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng. Ở phần thi ứng xử, Mai Phương đã có câu trả lời vô cùng thuyết phục, đủ sức để chinh phục ban giám khảo và khán giả theo dõi. Người đẹp trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, ngắn gọn, song vẫn được khen ngợi vì khả năng nhảy số nhanh nhạy. Trong những phần ứng xử trước đó, Mai Phương cũng khiến không ít fan sắc đẹp thích thú vì phần trả lời thông minh, bình tĩnh và tự tin. Ngoài ra, kỹ năng cách quốc của người đẹp cũng nhận về không ít lời khen ngợi. Trong đêm thi quan trọng, Mai Phương đã mang đến những phần trình diễn mãn nhãn, tôn được vẻ đẹp thanh lịch của người phụ nữ, đúng với tiêu chí mà Miss World Việt Nam luôn đề ra. Không chỉ vậy, mỹ nhân đến từ Đồng Nai còn gây chú ý vì thành tích học tập khủng. Với trình độ IELTS đạt 8.0, Mai Phương chắc chắn sẽ thành công khi ghi dấu ấn cá nhân trên sàn đấu quốc tế. Có thể nói Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính là một lựa chọn phù hợp cho ngôi vị cao nhất của đấu trường năm nay. Sở hữu nhan sắc kiều diễm, thân hình chuẩn chỉnh và kỹ năng ứng xử được đánh giá cao, cô đang được kỳ vọng sẽ là cái tên sẽ giúp hương sắc Việt tỏa sáng tại cuộc thi quốc tế. Tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp danh giá và giành về ngôi vị Hoa hậu, Mai Phương từng gặt hái được không ít danh hiệu nhan sắc như Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, top 5 người đẹp tài năng và top 5 người đẹp du lịch khi thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Suốt thời gian thi thố vừa qua, Mai Phương luôn cho thấy hình ảnh của một thí sinh tài sắc vẹn toàn. Cô liên tục ghi tên mình trong top những người đẹp sở hữu thành tích nổi trội ở các phần thi phụ. Nói đâu xa, trong vòng chung kết, người đẹp đã thành công giành giải thưởng vụ Người đẹp tài năng. Hiện tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đang là cái tên hot hơn bao giờ hết. Đông đảo fan sắc đẹp đều gửi lời chúc mừng và hy vọng nàng hậu sẽ có hành trình đương nhiệm ngôi vị thành công trọn vẹn. Còn bạn, bạn thấy sao về chiến thắng chung cuộc của người đẹp này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận ngay nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.